Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về dòng xe Toyota Fortuner bên em. Giá bán, giá lăn bánh, rồi trả góp, cũng như là giới thiệu cho anh chị về chi tiết nội ngoại thất chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 2.4 máy dầu engine bên em. Thì Fortuner được phân phối thị trường Việt Nam với 7 phiên bản, trong đó có 2 phiên bản nhập khẩu là 2.7 một cầu máy xăng và 2.7 hai cầu máy xăng. Thì giá lần lượt cho phiên bản này như sau: phiên bản một cầu là 1.229.000.000 và hiện tại bên em đang giảm cho phiên bản này là 40.000.000 tiền mặt. Và lăn bánh chiếc xe này thì anh chị chỉ chuẩn bị giúp em khoảng tầm 1.316.000.000. Còn để trả góp phiên bản này thì anh chị chuẩn bị giúp em tối thiểu là 380.000.000 là có thể mang chiếc xe ra ngoài đường rồi. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản 2.7 máy xăng nhập khẩu hai cầu thì có giá niêm yết là 1.319.000.000 và thời điểm hiện tại bên em đang hỗ trợ cho dòng xe đấy là 10.000.000 tiền mặt. Và để lăn bánh dòng xe này thì cần số tiền là tầm 1.309.000.000. 1 tỷ, xin lỗi một chút, là để lăn bánh thì cần số tiền là 1.445.000.000 và để trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 415.000.000. Còn ngoài ra còn 5 phiên bản nữa là 5 phiên bản số sàn, 5 phiên bản máy dầu, trong đó có 1 phiên bản số sàn và 4 phiên bản số tự động. Thì cả giá lần lượt như sau: phiên bản đầu tiên là phiên bản số sàn có giá niêm yết là 1.026.000.000 ở thời điểm hiện tại tháng 12 năm 2022 này, thì em đã hỗ trợ cho anh chị là 30.000.000 tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15.000.000. Thì để lăn bánh chiếc xe số sàn ra ngoài đường thì anh chị cần chuẩn bị giúp em khoảng 1.000.000 và để trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 320.000.000 là có thể mang xe ra ngoài đường rồi. Còn phiên bản tiếp theo là phiên bản một cầu 2.4 máy dầu số tự động, phiên bản thường sẽ có giá niêm yết là 1.118.000.000. Hiện tại bên em đang giảm ở tháng 12 này là số tiền là 52.000.000 tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15.000.000. Thì để lăn bánh phiên bản 2.4 máy dầu một cầu này ra ngoài đường sẽ có giá là 1.316.000.000. Còn để trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em là 383.000.000. Ngoài ra, trong phiên bản tiếp theo, phiên bản trước mắt chúng ta đây là phiên bản 2.4 máy dầu một cầu, phiên bản thể thao Legender sẽ có giá niêm yết là 1.259.000.000. Thì hiện tại tháng 12 này khuyến mại giống như phiên bản một cầu thường dầu, cũng giảm cho anh chị 52.000.000 tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15.000.000. Thì để lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 1.337.000.000 và để lăn bánh thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là khoảng 390.000.000. Còn phiên bản cuối cùng là phiên bản hai cầu máy dầu cao cấp nhất thì sẽ có giá niêm yết là 1.470.000.000 ở thời điểm tháng 12 này, thì bên em đang có ưu đãi cực lớn cho dòng xe này, giảm để 60.000.000 tiền mặt và tặng cho anh chị là gói phụ kiện trị giá 15.000.000. Và ngoài ra thì anh chị lăn bánh chiếc xe đó ra ngoài đường thì anh chị cần chuẩn bị giúp em là 1.562.000.000 và để trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em là khoảng tầm 450.000.000 và đã đầy đủ thủ tục rồi. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán, giá niêm yết, giá bán và lăn bánh cũng như trả góp chiếc xe này từng phiên bản. Thì tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe phiên bản Toyota Fortuner phiên bản 2.4 máy dầu một cầu Legender. Thì từ phần đầu xe nổi bật nhất vẫn là cụm mặt ca lăng thiết kế mới của phiên bản Legender. Ngoài ra thì cụm đèn được trang bị là cụm đèn full LED chia khoang, trong đó có 2 bi và 1 lá phản xạ. Ngoài ra thì ở dưới phần logo có trang bị là cam 360, cam trước trong hệ thống cam 360, đèn sương mù dạng LED, cả hai cảm biến trước, và đặc biệt là phiên bản này sẽ có là xi nhan dạng dòng chảy. Ngoài ra ở phần thân xe thì sẽ được trang bị là la răng dạng phay xước với lốp to, lốp béo, đảm bảo cái tính năng vận hành địa hình của xe. Ở phần gương sẽ được trang bị là xi nhan tích hợp xem gương, kèm với đó là hai camera hai bên trong cái hệ thống camera 360. Tay nắm mạc chrome và lốp sau của xe. Ở phần đuôi xe thì cũng được trang bị là xi nhan dạng LED đuổi, cụm đèn full LED
rồi các cái dòng thanh này sẽ là Fortuner dạng dạng vân màu đen, có trông sẽ thể thao nhiều hơn so với phiên bản thường kia. Đây là tổng quan phần đuôi của xe. Fortuner từ trước giờ thì bán chạy nhất là màu đen, sau đó đến màu đỏ. Ngoại thất thì sẽ được trang bị các cái tùy chọn như sau là màu đen này, màu trắng, màu bạc, màu đồng. Còn về tiêu thụ nhiên liệu thì chiếc xe này chỉ tiêu tốn 7,4 lít dầu trên 100 cây đường hỗn hợp. Em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội thất của xe. Đây là nội thất của xe phiên bản Legender, sẽ được trang bị là nội thất hai màu tương phản, màu đỏ và màu đen. Màu đen đây phiên bản Legender thì như anh chị thấy đây là có được trang bị gương điện rồi này, loa JBL, 11 loa JBL luôn anh chị ạ, 11 loa JBL, và kết hợp với đó cũng là một cái màn hình JBL luôn, cho ra cái chất lượng âm thanh cực tốt. Và ngoài ra ở trên xe đã trang bị là đèn auto, cụm điều chỉnh màn hình giải trí, cụm điều chỉnh màn hình đa thông tin, và đây là cruise control, phía sau nó là đèn nổ thông minh. Và đặc biệt dòng xe này còn được trang bị là lấy chuyển số sau vô lăng. Phía bên dưới màn hình sẽ được trang bị là cụm điều hòa điều hòa tự động với hai vùng tự động luôn, hai vùng khác nhau, một người lái một vùng và người hành khách một vùng. Phía phần cần số, còn đây là nút điều chỉnh cái chế độ lái Eco, Power hoặc là Normal. Còn phía bên dưới đây sẽ là cái nút tắt bật chức năng chống trơn trượt, ổn định thân xe và kiểm soát lực kéo. Anh chị xem qua một lượt về hàng ghế thứ nhất, khoang. Và tiếp theo đây sẽ là cái khoang hành khách thứ hai, cũng được trang bị cái hai màu tông màu đỏ đen. Còn đây là hàng ghế cho người ngồi thứ ba. Ở trong phân khúc SUV này thì Fortuner là một trong những dòng xe rộng rãi nhất, gầm cao nhất. Và đặc biệt nữa, ở hàng ghế thứ hai có trang bị là hai cổng sạc nhanh PD cho hàng ghế thứ hai. Và ở bên dưới có hẳn một nó ở đây hơi tối một chút. Ở bên dưới này sẽ có một cái ổ điện 12V cho anh chị sử dụng, ví dụ như laptop này hay là các cái thiết bị điện khác cần dùng điện, là nếu mình đi hành trình dài thì đảm bảo cho anh chị về cái nguồn điện. Ngoài ra thì phần trần xe sẽ được trang bị cái dàn lạnh cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Fortuner này. Anh chị nào cần thêm thông tin về xe, em đã bổ sung về giá bán, giá niêm yết. Anh chị cần em thêm thông tin gì, ví dụ như là lịch xe, giá xe, hay là các chính sách về trả góp, hồ sơ giấy tờ, thì liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép và hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.